Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cũng vì bản tính ngây thơ và hài hước, Harry Won từng gặp phải vô số tình huống, chéo ngoe, gây nên tiếng cười cho cư dân mạng. Đơn cử ngay trong lần đi mua điện thoại cùng mẹ ngày 1 tháng 1, sự ngây thơ của cô nàng thậm chí còn khiến chính mẹ ruột phải bốc hỏa. Đăng tải lên Facebook tình huống gặp phải khi đi mua hàng cùng mẹ, Harry Won viết, mới đây mua cái điện thoại nên dùng cẩn thận lắm. Hôm nay bị rơi xuống hú hồn, cũng may là dớt vào chân mẹ mình nên không sao thậm chí cô nàng còn thở phào vì nơi điện thoại rơi xuống là chân mẹ mình chứ không phải mặt đất chính vì sự ngây thơ thiếu tinh tế này mà cô bị mẹ nói nặng lời đồ mất dậy dẫu vậy hai mẹ con harry quân lại cười xỉu vì đây chỉ là cách gia đình đùa vui với nhau tạo nên tình huống hài hước như thế này dẫu tăng sông vì con gái nhưng mẹ harry cũng phải bật cười khi gặp phải tình huống hài hước này ngay lập tức câu chuyện trên đã thu hút sự quan tâm của netizen. Dường như dân mạng cũng không quá lạ lẫm với những tình huống thế này bởi với bản tính vô tư, chưa khéo léo mà Harry Won đôi khi khiến người đối diện muốn tăng sông. Chẳng nói đâu xa, những người thường xuyên phải chứng kiến sự ngây ngô của cô nàng không ai khác là chính mẹ ruột và chấn thành. Tuy nhiên, chính nét tính cách này đã giúp Harry Won tạo nên tràn cười sảng khoái cho khán giả và người hâm mộ từ trên sóng truyền hình đến ngoài đời thực. Không ai khác Mẹ Dục chính là một trong những nạn nhân của sự vô tư, hài hước đến từ cô con gái Hari Won. Dẫu đôi khi thiếu khéo léo, tinh tế, nhưng sự ngây thơ của Hari Won luôn đem tới niềm vui cho cả gia đình. Nguồn ảnh: Facebook nhân vật siêu tầm